Bọn Duy bọn Diếc hôm nay đi có được tiền không anh? Bọn Duy Thoa hôm nay đi có được tiền không? Năm ngoái tiền lương đánh liêng nó được 20 ấy mà. Và năm ngoái tiền lương đánh liêng nó được 20 rồi. Năm ngoái bọn nó đánh liêng đấy nó được tiền đó mà. Nó lương tổ trưởng à anh? À, anh Thành. Mà nó lương tổ trưởng hả? Thằng nào? Mà